N331 enter này. Còn cái có 112. Có 112 này là phần mềm tự nhảy này. 112 là phần mềm tự nhảy, trong đó là 1121 là tiền Việt Nam nhá. 112 là tài khoản mẹ, 1121 là tài khoản con, là tiền Việt Nam. Thì khi hạch toán lên phần mềm, những cái như hôm qua chị nói rồi, những cái tài khoản nào mà có tài khoản con thì nó ưu tiên tài khoản con, không được hạch toán vào tài khoản mẹ nhá. Nhá. Dạ. Rồi. Như vậy định khoản chốt của mình sẽ là nợ 331 có 1121. Dạ. Thì chỗ này có 1121 vì sao phần mềm nó tự nhảy nhỉ? Bởi vì đúng rồi, mình đang vào ủy nhiệm chi mà, chi tiền mà. Đúng không? Đang vào ủy nhiệm chi phần chi ngân hàng, chi tiền cho nên phần mềm đã thiết lập sẵn rồi nhá. Nhá. Dạ. Ừ, rồi, em chỉ cần đánh cho chị cái số tiền vào đây. Kể cả phần mềm mà nó chưa thiết lập thì mình vẫn đánh được có 112 mà. Bởi vì khi đó tiền của mình giảm đúng không? Giảm thì tài khoản loại 1 là ghi bên có. Đúng nhỉ? Dạ rồi, rồi. Rồi ok. Bên đó. Dạ. Ừ. Như này sau khi hạch toán xong thì cái 331 của em đã hết chưa? Hết số dư chưa? 331 hết. Đúng rồi, coi như là không nợ nữa nhá. Ừ. Rồi, còn tiền của mình đã bị giảm 51 triệu nhá. Dạ. Rồi, ok, em nhấn cất đi. Cất trên này. À đây. Cất trên cùng em. Rồi, đóng lại nhá. Rồi rồi. Rồi, em ghi muốn xem lại danh sách chứng từ vừa nhập. Dạ rồi. Rồi, muốn xem lại chứng từ vừa nhập thì em vào ngân hàng này. Chọn thu phẩy chi tiền ở thanh ngang. Hôm qua cũng thế đúng không? Cứ mấy hôm trước mình học cũng thế, đều là cái gì mà làm rồi thì muốn xem lại danh sách đều xem ở thanh ngang. Vào ngân hàng này, chọn thu phẩy chi tiền ở thanh ngang. Trên Misa này nó thế nhá. Dạ. Mày là sửa ngay luôn. Đúng rồi, đánh từ 1 tháng 1 năm 22 em. Xong lại gì rồi. Rồi, đó, danh sách của mình nó ở đây rồi nhá. Dạ. Ừ, ok. Tiếp nhá, sang chứng từ tiếp theo nhá. Dạ. À, sang mục 7 ủy nhiệm chi ngày 2 tháng 1 cũng ủy nhiệm chi tiếp. À, em phải đọc nội dung nhá. Dạ. Là nội dung là thì chuyển tiền 51 triệu. Đúng rồi, khi mình chuyển tiền mất mà 110.000 tiền, số tiền bằng số đấy em này. 110.000 tiền phí nhá. Phí này là trừ luôn tiền trong tài khoản của mình nhá. Nhá. Dạ. Ừ. Rồi, bây giờ em sẽ vào Misa. Thì lại tương tự như thế, em thử làm với chị cái phiếu này nào. Vào đâu nhỉ? Ngân hàng. Đúng rồi. Chi tiền. Đúng. Rồi. Tài khoản là bằng tỷ 10. Rồi bốn chi khác. Đối tượng. Đúng. Đối tượng thì ở đây nhá, trong trường hợp này là mình không chi cho ai cả, mình chỉ chi cho ngân hàng thôi. Đúng không? Dạ. Thì thôi dạ. Em không cần đối tượng nhá. Em ghi cho chị này, cái phần đối tượng này có cũng được, không có cũng được, trong trường hợp mà liên quan đến nhà cung cấp hoặc khách hàng á. Dạ. Thì mới bắt buộc phải chọn đối tượng, còn lại thì không cần. Khi mà liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp thì mình liên quan đến công nợ thì mới bắt buộc. Nhá. Còn lại những cái khoản mà trừ tiền tài khoản này các thứ này thì mình không cần chọn đối tượng nữa. Đó, em ghi vào vở như thế. Dạ rồi, tôi là chọn đúng rồi. Đúng rồi, em ghi 51 triệu đồng cũng được. Mà không ghi thì ghi chữ vào đấy nhá. Dạ. Rồi, ngày tháng. Ngày đi lên 2/1. Mùng 2 tháng 1 luôn. 2/1. 22. Rồi, hạch toán đi em. Sang hạch toán nhá. Em bấm vào đây để thêm mới. Em thấy phần mềm nó lại tự nhảy có 112 rồi, 1121 rồi, đúng không? Đúng rồi, có 1121. Ừ. Vấn đề là bây giờ mình hạch toán nợ tài khoản gì đây? Em ghi cho chị này. Những cái khoản chi phí liên quan đến ngân hàng, chi phí liên quan đến giao dịch ngân hàng nhá. Dạ. Ví dụ như. Dạ rồi. Chi phí chuyển tiền này. Điển hình là phí chuyển tiền này. Dạ rồi. Rồi phí tin nhắn này. SMS á. Dạ. Ừ, rồi phí banking này. Dạ phí phí duy trì tài khoản này, vân vân vân. Tóm lại những cái phí của ngân hàng nhỏ nhỏ á nhá. Mở ngoặc ra là trừ cái chi phí lãi vay ra. Nhớ là mình mà đi vay ngân hàng mà có phát sinh lãi vay thì không hạch toán vào tài khoản này.
những cái chi phí vặt vặt nhỏ nhỏ ấy thôi nhá. Dạ. Ừ. Thì em sẽ hạch toán cho chị vào tài khoản 6422. Nợ 6422 theo thông tư 133. Ừ. Nếu mà 6422 mình quên cái tài khoản nào á thì em có thể mở cái Excel. Mình có biết tài khoản 6422 là tài khoản gì không? Đây. Chi phí quản lý doanh nghiệp. Đúng rồi. Em ghi vào vở nhá. Tài khoản 6422 là chi phí quản lý doanh nghiệp. Nên là những cái gì mà liên quan đến chi phí quản lý á, cái này chị nhắc ở mình ở phần đầu kỳ, mình chỉ có cho khai báo đầu kỳ về công cụ dụng cụ tài sản cố định để chị đã nhắc rồi. Trường hợp nào thì dùng 6421, 6422 hoặc 154 rồi, đúng không? Ừ. Thì trong những cái khoản chi phí quản lý về bên ngân hàng này, chi phí vặt vặt nhỏ nhỏ này thì mình cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp thôi nhá. Ừ. Như vậy định khoản của mình sẽ là nợ 6422 có 1121 nhá. Rồi em đánh số tiền ra. Ở đây 110.000. Lưu ý là nếu như có thuế, người ta mà có thuế, ví dụ 100.000 tiền tiền phí, 10.000 tiền thuế là 110.000, thì em hạch toán cả tổng nhá, không cần tách thuế ra, bởi vì những cái khoản này nó nhỏ thì cái thuế của mình nó rất là nhỏ thôi, không tách ra nữa nhá. Dạ. Em ghi cái ý kiểu đấy của chị vào, tại vì nhiều bạn cũng hay tách ra nhưng mà nó hơi mất công, mà số tiền nó nhỏ quá, mình đi nhặt nó nhỏ bé quá, đúng không? Dạ. Em ghi lưu ý vào vở, nếu những khoản phí này có thuế giá trị gia tăng thì không cần tách ra, gộp vào hạch toán tổng tiền cả thuế luôn. Rồi. Rồi em nhấn cất đi. Rồi, ok. Danh sách thì nó vẫn nằm ở đấy, vẫn nằm ở cái vùng ngân hàng chọn thu chi tiền ở thanh ngang đây. Rồi. Rồi.